Điều 62 luật đất đai. Điều luật với máu này phải được đưa vào lò. Điều luật này cho phép chính quyền thu hồi đất của dân để giao cho doanh nghiệp làm dự án được quy định tại Điều 62 luật đất đai, là quy định thất đức nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Quy định này không chỉ chống lại nhân dân, chống lại hiến pháp. Định ngồi 49 ngày không nói về chuyện này nữa. Nhưng tin tức liên quan đến điều luật này diễn ra không dứt, làng cổ Nam Ô bị xóa sổ, hàng ngàn hộ với hàng vạn dân rơi vào cảnh mất nhà mất đất chỉ tại một dự án ở Đồng Nai mà báo pháp luật Việt Nam phải gọi là oán khí tại dự án 1 tỷ đô. Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi thậm chí còn hỏa tốc, đề nghị rời cả đồn biên phòng để dành đất cho doanh nghiệp làm dự án, vân vân. Cùng vô số những cảnh tương tự diễn ra hàng ngày, không bút mực nào tả xiết. Ngay cả cái làng Phong Hòa Vân, nơi sinh sống và chữa bệnh cho những người bị bệnh cùi dưới chân đèo Hải Vân hơn nửa thế kỷ nay, cũng bị chính quyền thành phố Đà Nẵng, nơi ông Nguyễn Bá Thanh tước đoạt, giao cho đại gia làm dự án treo. Người bệnh bị đuổi ra khỏi môi trường sống, làng mạc mất dần, bờ biển bị các đại gia lần lượt chiếm cứ. Nông dân mất dần đất canh tác, bị buộc phải rời nơi chôn nhau cắt rốn, mang theo mồ mả tổ tiên. Không ít người đã chịu không nổi phải đứng lên giành giật lại đất, bị quy là phản động, bị đẩy vào chốn lao tù, kéo theo đó là hàng loạt đại gia bất động sản trở thành tỷ phú đô la. Theo hiến pháp thì đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Đó là nguyên nhân của tình trạng nông dân bị thu hồi đất đai vô tội vạ, không thể nào giải quyết được tình trạng nông dân mất đất, vì phải thay đổi hiến pháp, mà chờ đến thay đổi hiến pháp thì liệu ruộng vườn của nông dân còn được bao nhiêu mảnh? Hơn nữa, dù quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhưng từng người dân có 5 quyền đối với mảnh đất của mình, do vậy về bản chất đất đai vẫn là tài sản của người dân được hiến pháp bảo hộ. Tôi xin nhắc lại nội dung chính mà bài viết này đề cập, vấn đề thu hồi đất. Việc nhà nước thu hồi đất vì những lý do được nêu tại Điều 61, 64 và 65 của luật đất đai vì mục đích an ninh quốc phòng, vì tự nguyện trả lại đất, vì đe dọa đến tính mạng con người, vân vân thì hợp lý và không có vấn đề gì lớn. Nhưng thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng, quy định tại Điều 62 thì nguyên nhân của mọi nguyên nhân của những vấn đề xảy ra nghiêm trọng. Dưới khái niệm mỹ miều và rất mơ hồ phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, điều luật này cho phép chính quyền cấp tỉnh trở lên có quyền thu hồi đất của dân để giao cho các doanh nghiệp, bất kể là doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, để làm các dự án được ghi rõ là khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn, dự án chế biến nông lâm thủy hải sản, vân vân, nghĩa là bất cứ ngôi làng nào, bất cứ mảnh đất nào của dân có thể bị chính quyền tước đoạt để giao cho các đại gia làm dự án. Bất cứ đại gia bất động sản nào muốn cướp đất của dân để làm dự án thì chỉ cần thuyết phục hoặc mua chuộc bí thư hoặc chủ tịch cấp tỉnh là xong. Có không ít dự án được phân lô bán nền với giá bán cao hơn gấp hàng trăm hàng nghìn lần mà doanh nghiệp bỏ ra để đền bù, để lấy đất của dân. Chạy dự án không có gì là khó khăn cả, chỉ cần tiền. Đối với các đại gia có thế lực, họ còn có khả năng bịt miệng báo chí. Đó là lý do có những tập đoàn đã chiếm lĩnh đất đai khắp mọi nơi, nhưng không có một dòng oan trái nào từ nông dân lọt lên các mặt báo. Hơn 80% khiếu kiện của dân đưa lên các cơ quan trung ương là khiếu kiện đất đai, chủ yếu là các khiếu kiện về tình trạng vô luân này. Vì sao tình trạng khiếu kiện triền miên không dứt? Đơn giản là những kẻ cướp đất đều được Điều 62 này bảo vệ. Đây là tình trạng đầu cơ đất đai lớn nhất, nó bẩn thỉu và vô luân nhất vì được pháp luật tiếp tay. Muốn làm dự án phát triển kinh tế gì đó, doanh nghiệp phải mua lại sòng phẳng của nông dân theo giá thuận mua vừa bán. Có lẽ công bằng đó hàng chục năm nay người dân kêu không thấu trời. Sửa điều luật này không? Với cơ chế ban hành luật như hiện nay, xin trả lời là không. Bởi vì các nhóm lợi ích do các đại gia này chi phối
có chân rết khắp cơ quan tham mưu soạn thảo luật. Những người tham mưu này có mặt tận cửa phòng ngủ của nhiều vị lãnh đạo cấp cao. Họ được hậu thuẫn bởi nhiều giáo sư, tiến sĩ. Các vị lãnh đạo cấp cao chỉ được đọc báo cáo do họ mang tới, cho ý kiến theo những gì họ đã soạn sẵn. Đó là lý do đã có rất nhiều đại biểu quốc hội phản đối điều khoản này, phản đối một cách gay gắt nhưng chẳng ăn thua. Điều khoản thu hồi đất của luật đất đai trước và luật đất đai hiện hành không có gì thay đổi. Tới đây, Bộ Đất đai còn công khai ý đồ tăng phạm vi nhà nước thu hồi đất trong quá trình dục dịch sửa đổi luật. Chỉ còn một cách là đưa cái điều 62 này vào lò để đốt, để thúc đẩy biến điều luật này thành củi. Tôi không kỳ vọng nhiều vào vai trò báo chí của nhà nước, khi nhiều tờ báo lớn đã biến mình thành công cụ của các đại gia bất động sản. Tôi chỉ kỳ vọng vào mạng xã hội. Tác giả bài viết Hoàng Hải Vân.